Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Giáo dục tàn, y tế mạt, nhưng tượng đài thì lại mọc lên như nấm. Ngành giáo dục là ngành cần được bao cấp và một số nước phát triển đang tiến tới bao cấp hoàn toàn. Nếu nói Việt Nam nghèo hơn những nước dân chủ để đảm bảo bao cấp giáo dục thì ít ra Việt Nam cũng nên học theo những quốc gia chưa giàu nhưng tử tế với dân. Những nhà nước tử tế thì luôn tìm mọi cách để mà giáo dục tiến tới giá rẻ và dần dần tiến tới miễn phí hoàn toàn cho người dân nước họ. Trong khi đó, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ làm ngược lại. Chi phí cho giáo dục ngày một đà nặng lên vai người dân trong cả nước. Đảng Cộng sản đẩy giáo dục ngày một xa tầm với của người dân. Cái gọi là tự chủ tài chính của trường công đã đẩy học phí trường công tại Hà Nội lên cao ngất ngưởng, đến 6 triệu đồng mỗi tháng cho một học sinh lớp 6. Như vậy, nếu muốn học trường công, mỗi năm phụ huynh phải chi ra 54 triệu đồng, một con số quá lớn với số thu nhập bình quân của người dân. Nếu người dân bình thường kiếm 8 triệu đồng mỗi tháng, thì làm sao nuôi con ăn học được đây? Đó là một chính sách dần dần đẩy giáo dục ra xa tầm với của người dân. Không biết Đảng Cộng sản thực hiện tham vọng sánh vai các cùng các cường quốc năm châu của Hồ Chí Minh đã nói như thế nào, khi mà chính sách của chính quyền của Đảng Cộng sản đã đi ngược với các nước văn minh trên thế giới. Đấy là về giáo dục, còn về y tế thì sao đây? Về y tế, mới đây Bộ Y tế cùng các bệnh viện đang xây dựng khung giá cho hơn 10.000 dịch vụ kỹ thuật y tế theo hướng tính đúng, tính đủ trong lộ trình tăng viện phí sắp tới. Lâu nay người dân sợ phải đến bệnh viện vì giá quá đắt đỏ, thì ngày nay với chính sách giá như thế thì rõ ràng chính quyền Việt Nam đang đẩy dịch vụ y tế tiếp tục ra xa tầm với của người dân hơn nữa. Đảng Cộng sản đã đẩy y tế ngày một xa tầm với của người dân trong cả nước. Y tế cũng như giáo dục, đây là hai lĩnh vực mà một nhà nước tử tế luôn tìm mọi cách để mà hướng tới tầm với của người dân. Nếu đất nước chưa giàu thì thực hiện chính sách trợ giá làm cho dịch vụ y tế, giáo dục rẻ hơn. Nếu giàu thì miễn phí cho toàn dân. Với chính sách đi ngược lại với đà phát triển của xã hội văn minh như vậy, thì rõ ràng chính quyền của Đảng đang ngày một muốn khoan vào sức dân, chứ chẳng trợ giúp gì cho dân. Vậy mà chính quyền này cứ ngày đêm ra giả nói rằng nhà nước của dân, do dân và vì dân. Ngoài chuyện 10.000 dịch vụ kỹ thuật y tế tăng giá thì nhiều dự án bệnh viện đang xây dở không thể hoàn thành. Nguyên nhân là thiếu vốn. Mới đây, tờ báo Việt Nam Express cho biết dự án bệnh viện Ung Biếu Cần Thơ quy mô 500 giường, vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng xây dựng dang dở, phơi mưa phơi nắng nhiều năm, thiết bị vật tư ngổn ngang trên khắp đất nước Việt Nam. Rất nhiều bệnh viện như thế được xây dựng nhưng không đi vào hoạt động, gây ra lãng phí ghê gớm với nguồn vốn của xã hội. Đây chính là tiền thuế và tiền của nhân dân Việt Nam. Tượng đài thì lại mọc lên khắp nơi. Tuy bệnh viện mọc lên không nổi, nhưng tượng đài thì lại mọc lên khắp nơi như nấm vậy. Có thể kể ra một số tượng đài điển hình được xây dựng gần đây như tượng đài lưu niệm hành trình cứu nước của Hun Sen, trị giá 300 tỷ đồng ở Bình Phước. Tượng đài Hồ Chí Minh ở Phú Quốc có giá 353 tỷ đồng. Tượng đài tập kết ở Thanh Hóa trị giá 255 tỷ đồng. Hải Phòng dự chi 131 tỷ đồng xây dựng tượng đài chiến thắng Cát Bi trên diện tích 2,5 ha. Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh ở trung tâm huyện Hưng Nguyên, huyện Nghệ An, rồi cụm tượng đài cảnh sát giao thông phòng cháy chữa cháy ở công viên Thống Nhất, Hà Nội. Tượng đài Nha Trang Long ở tỉnh Đắk Lắk trên tổng diện tích là 5,9 ha, kinh phí hơn 167 tỷ đồng. Khu tượng đài Bà Triệu trên diện tích 5 ha tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Tượng đài chuyến tàu tập kết ra Bắc 1954 ở Cà Mau. Công viên tưởng niệm 64 giáo viên đã hy sinh khi bảo vệ đê sông Mã năm 1972. Kinh phí hơn 125 tỷ đồng. Tỉnh Lâm Đồng đề xuất xây dựng tượng đài Quốc Tổ Hùng Vương cao tới 51 mét với vốn đầu tư 70 tỷ đồng tại thác Brent, Đà Lạt. Đây là những gì mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ làm. Chính sách bòn rút dân để vung vãi, lãng phí và dựa vào đó mà kiếm ăn.
bất hạnh cho một đất nước đã bị Đảng Cộng sản cai trị như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Giáo dục tàn, y tế mạt, nhưng tượng đài thì mọc lên như nấm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tứ Dũng cùng Thủ tướng, liên minh nào che chắn cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Giai đoạn bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu bệnh viện Sản Nhi ở Quảng Ninh là lúc ông Phạm Minh Chính chỉ mới kết nối với bà Nhàn, một nguồn tin cho biết. Giai đoạn bà Nhàn tung hoành tại Thành phố Hồ Chí Minh với dự án đưa sách giáo khoa điện tử vào tiểu học, thì ông Phạm Minh Chính đang làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, không thể giúp bà Nhàn với tay từ các địa phương khác. Vậy câu hỏi đặt ra là ai là người đỡ đầu cho bà Nhàn khi ấy? Vẫn là thủ tướng lúc ấy, ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Chí Dũng và Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Dubai. Vào năm 2014, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vẽ ra dự án với kinh phí thực hiện khoảng 4.000 tỷ đồng, đưa sách giáo khoa truyền thống và sách điện tử cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 3. Dự án không vấp phải vấn đề gì bên trong bộ máy chính quyền. Tuy nhiên, xui xẻo là dự án này bị người dân phát hiện, máy tính bảng lưu trữ sách giáo khoa điện tử ấy được đặt hàng từ Đài Loan với giá cao nhất chỉ 900.000 đồng. Nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lại bán cho học sinh với giá tới 3 triệu đồng. Kết quả, dự án bị đổ bể, nhưng IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không ai dám đụng đến. Không ai dám tấn công vào IEC và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vì thế lực của bà Nhàn là cực khủng. Thời gian đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng là người quen thân với Phạm Ngọc Hùng. Lúc đó mới lên Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân đội, hay còn gọi là Tổng cục 2. Phạm Ngọc Hùng được Nguyễn Chí Vịnh ủng hộ và đã ngồi vào vị trí vốn được xem là vua không ngai của quân đội này. Việc bà Nhàn quen biết đến tầm thủ tướng không phải là chuyện mới đây. Bà Nhàn rất có tài ngoại giao, một khi bà đã trung chi thì không chỉ chi cho một người mà chi cho cả hệ thống từ trên xuống dưới. Đồng thời, bà được xem là người rất mát tay nên bà làm quen khá dễ dàng. Từ thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bà Nhàn lại bắt tay với đệ tử ruột của ông Thủ tướng một cách dễ dàng hơn, và nhờ đó bà cũng dễ dàng trúng thầu tại Quảng Ninh vào năm 2012. Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân đội, tức Tổng cục 2, được cho là rất thân với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Mối quan hệ giữa Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Chí Vịnh, Nguyễn Chí Dũng, Đinh Tiến Dũng và Mai Tiến Dũng là rất chặt chẽ. Bộ tứ này từng ủng hộ để Phạm Minh Chính chiếm được ghế thủ tướng tại đại hội lần thứ 13 vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, sau đó Mai Tiến Dũng về vườn, Đinh Tiến Dũng bị kỷ luật khiển trách, chỉ còn lại có Nguyễn Chí Dũng là tại chức. Nguyễn Chí Dũng là thân cận, là người sát vách và là cánh tay đắc lực cho ông thủ tướng hiện nay Phạm Minh Chính. Trong bộ tứ kể trên thì có Nguyễn Chí Dũng là thân với bà Nguyễn Thanh Nhàn nhất. Những chuyến viếng thăm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đối với đối tác Israel và Trung Đông đều được ông Phạm Minh Chính cử Nguyễn Chí Dũng tháp tùng để hỗ trợ. Một nguồn tin đã cung cấp cho chúng tôi những hình ảnh về những chuyến đi này. Cho đến nay, bà Nhàn được rất nhiều nhân vật, kể cả bà hưu lẫn tại chức, trải rộng từ chính phủ cho đến Bộ Quốc phòng, tìm cách che chắn, cộng với những hiểu biết của một người từng trải, làm ăn với nhiều nhân vật lớn trong chính quyền, thì bà Nhàn là người không dễ để ông Tô Lâm có thể bắt được. Báo chí của Bộ Xây dựng từng được chỉ đạo ca ngợi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lên tận mây xanh. Đến nay, bà Nhàn vẫn được bảo vệ kín kẽ và có tin bà đang trốn ở Đức. Nếu quả thật đấy là sự thật thì rõ ràng bà Nhàn đã biết chọn nơi ẩn náu. Nếu bắt bà Nhàn thì mới lòi ra những nhân vật lớn trong chính quyền, còn bắt kế toán trưởng thì chỉ khui ra được những người đã nhận hối lộ từ IEC mà thôi. Có những người không cần nhận tiền từ IEC, họ kiếm tiền từ liên minh chính trị, rút được những khoản tiền rất lớn từ những dự án thuộc nguồn vốn của ngân sách quốc phòng. Những đồng tiền ấy nhận được từ đối tác nước ngoài, chứ không nhận từ tay kế toán của IEC. Đây là thông tin từ những nguồn tin phi chính thống
sẽ không có báo chí nhà nước nào dám đề cập đến cả. Chỉ có báo lề trái nhận được những thông tin từ bên trong nội bộ của đảng truyền ra mới dám đăng như vậy. Đó là những thông tin mà chính quyền không muốn bị lộ ra ngoài. Tuy nhiên, vì đồng chí thù nhau đến mức không đội trời chung, nên thông tin vẫn cứ lọt ra ngoài. Đó là mặt trái của chế độ. Chế độ nào hay nói đạo lý, chế độ đó vô cùng khốn nạn và vô cùng bẩn thỉu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tứ Dũng cùng Thủ tướng liên minh nào che chắn Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de